Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh mở rộng điều tra vụ án thổi giá kit xét nghiệm. Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung kháng cáo bản án 8 năm tù. Cổ phiếu bất động sản hút dòng tiền rất mạnh. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực No. 1 XT Hương Chanh Muối. Đồng thời chương trình cũng được tài trợ bởi Mastery Group. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, ngày 23 tháng 12, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Bộ trưởng các bộ Công an, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật. Sau hơn một tuần tòa cấp sơ thẩm tuyên án, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có đơn kháng cáo trong vụ án liên quan tới việc mua chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn thủ đô. Trong đơn, ông Chung cho rằng bản án sơ thẩm tuyên mình phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là oan. Về chi tiết nội dung kháng cáo, bị cáo và các luật sư sẽ cung cấp bổ sung cho Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong quá trình đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Phiên giao dịch ngày 22 tháng 12 trên thị trường chứng khoán chứng kiến cổ phiếu bất động sản, xây dựng có vốn hóa nhỏ và vừa vẫn là nhóm thu hút của dòng tiền đầu cơ. Nhiều mã đã tăng nóng thời gian qua, tiếp tục đi lên. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và thép lại tiếp tục chìm trong sắc đỏ, đã gây áp lực lớn lên thị trường chung. Chốt phiên giao dịch, chỉ số VN Index giảm 1,07 điểm xuống còn 1.477,67 điểm. HNX Index giảm 1,91 điểm về 453,1 điểm. Upcom Index giảm 0,44 điểm xuống 110,93 điểm. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng hôm nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế mới đây đã có văn bản cho phép các cơ sở y tế địa phương tiến hành tiêm liều vaccine tăng cường với người đã tiêm đủ vaccine sau thời gian tối thiểu là 3 tháng. Đồng thời, những bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh có thể được tiêm ngay mũi tăng cường mà không cần chờ đến 6 tháng như khuyến cáo trước đây. Liên quan đến vấn đề này, trong chuyên mục Nhận định ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trong các nghiên cứu lâm sàng trên thế giới thì việc F0 đã khỏi bệnh, sau đó được tiêm vaccine thì miễn dịch của họ, tức là vừa có kháng thể do nhiễm bệnh, vừa có kháng thể từ vaccine sẽ như thế nào thưa ông? Đúng là mình sau khi mình mắc bệnh thì chúng ta sẽ có cái sức đề kháng. Tuy nhiên thì câu hỏi là vậy thì tiêm thêm vaccine thì cái sức đề kháng có tăng lên hay không? Thì câu trả lời là có. Một nghiên cứu ở Israel thì cũng cho thấy rằng là so với cái người mà mắc bệnh mà không tiêm chủng thì người mắc bệnh có tiêm chủng thì giảm cái nguy cơ bị nhiễm, tái nhiễm đã khoảng 50%. Và tương tự như vậy thì một cái nghiên cứu khác ở Hoa Kỳ, ở Kentucky cũng cho thấy rằng là nếu mà sau khi mắc nhiễm bệnh thì được tiêm chủng thì cái nguy cơ mắc bệnh sẽ giảm xuống, cũng giảm khoảng 40%, giảm còn 40%, tức là giảm đi 60%. Như vậy thì cái tiêm chủng nó sẽ làm giảm cái nguy cơ cho người chưa tiêm chủng, chưa bị bệnh, cũng như làm giảm nguy cơ hơn nữa cho người đã mắc bệnh COVID-19. Và cái việc mà giảm cái nguy cơ này thì nó mạnh hơn
và người ta gọi là có một cái gọi là ưu thế lai, tức là miễn dịch ưu thế lai. Giống như là các giống cây trồng mình lai với nhau thì nó có sức sống mạnh hơn. Cái miễn dịch này nó cũng có cái ích lợi như vậy. Thì về cơ sở khoa học á, thì mình đã thấy các nghiên cứu cho thấy cái ưu điểm của nó rồi. Nhưng đồng thời thì có một số nhà khoa học đã giải thích là tại sao có hiện tượng này. Đó là tại vì nếu mà mình tiêm vaccine á, thì chúng ta chỉ có bị bệnh một cái loại kháng thể kháng nguyên mà vô thôi. Cho nên là cái tế bào B của mình nó không có đa dạng, nó sẽ không có phát triển những cái biến thể mới. Còn khi mà chúng ta đầu tiên chúng ta bị nhiễm bệnh thì cái kháng nguyên đi vào cơ thể nó hơi khác một chút. Sau đó chúng ta lại tiêm chủng, cái kháng nguyên nó hơi khác đi một chút. Và vì vậy cái tế bào B nó phải tự điều chỉnh để nó thích ứng. Và nó hơi khó khăn hơn một chút nhưng tự điều chỉnh thích ứng. Và vì vậy nó sẽ có khả năng là chống lại cái virus nó mạnh hơn. Và đồng thời thì có nhiều cái khả năng chống lại những cái biến chủng mới tốt hơn. Cho nên nếu chúng ta tiêm vaccine thì chúng ta cũng chống lại biến chủng, nhưng mà nó cũng không mạnh bằng một cái người bị nhiễm bệnh rồi sau đó lại được tiêm vaccine nữa. Đó là cái gọi là miễn dịch ưu thế lai. Ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi ở Việt Nam, các F0 được tiêm vaccine rất ít so với người chưa mắc bệnh. Liệu hiện nay có phải là thời điểm phù hợp để chúng ta tiến hành tiêm vaccine mũi tăng cường cho họ hay chưa? Cái người mắc bệnh rồi thì nên tiêm, chuyện đó là chuyện chắc chắn. Câu hỏi thứ hai là thời điểm nào? Thì trước đây thì Tổ chức Thế giới khuyến cáo là 6 tháng. Lý do là vì hai lý do. Thứ nhất là để dùng cái vaccine đó để cho những người có nguy cơ mà chưa có vaccine được tiếp cận vaccine sớm hơn. Đó, để đó là ý nghĩa thứ nhất. Trong khi cái những người bị mắc bệnh thì cái sức đề kháng họ cũng có rồi, nên là họ ít nguy cơ mắc bệnh hơn. Đó là lý do thứ nhất. Nhưng đồng thời có một lý do thứ hai nữa là dựa trên cái cơ sở của miễn dịch học thì người ta tin rằng là nếu mà tiêm chủng quá gần đó, thì cái vaccine nó sẽ không có hiệu quả nhiều. Giống như là mình hình dung rồi là khi mình tiêm vaccine thì mình đưa với kháng nguyên, nhưng mà cái kháng nguyên nó gần cái lúc người ta mắc bệnh thì cơ thể mình sẽ xem đó giống như là một cái lần mắc bệnh thôi, chứ nó cũng không xem như là một tiêm vaccine. Cho nên là người ta khuyên là nên tách ra. Tuy nhiên thì để mà cân bằng cái nguy cơ với lợi ích thì một số nhà khoa học khuyên rằng là có thể rút ngắn cái thời gian này lại. Cụ thể ở Hoa Kỳ thì người ta khuyên rằng là cái thời gian giữa lúc mắc bệnh tới lúc tiêm chủng thì có thể là 3 tháng trở lên. Đó. Và có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là khi mà cái tiêm chủng quá gần, ví dụ như cái nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins tiến hành, thì những người này họ thấy rằng là so sánh cái nhóm mà tiêm chủng sau 3 tháng và nhóm tiêm chủng trước 3 tháng sau khi mắc bệnh, thì cái nhóm tiêm chủng sau 3 tháng cái kháng thể gia tăng nhiều hơn. Vì vậy người ta khuyên rằng nếu được thì mình, nếu mà cái nguy cơ nó không quá lớn á, thì những cái người mà tiêm mắc bệnh thì có thể tiêm chủng ở tháng thứ 3 sau khi mình mắc bệnh. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục nhận định ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Mẹ em là vận động viên cầu lông đó, để xem thế nào. Đổ mồ hôi, cơ thể mất nước và khoáng, bạn đuối sức, hãy uống Active hương chanh muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Ông ơi, vô thay. Number One Active hương chanh muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Thưa quý vị, trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 22 tháng 12 mà chúng tôi vừa cập nhật. Hôm qua ngày 22 tháng 12, trên fanpage báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có đưa tin bài Viện Kiểm sát thống nhất việc không khởi tố hình sự vụ tố cáo nghệ sĩ Hoài Linh. Bài viết này đã nhận được rất nhiều bình luận từ các độc giả ủng hộ Hoài Linh như Pháp luật công minh, chúc mừng nghệ sĩ Hoài Linh, chúc mừng anh đã giải oan, yêu cầu cơ quan công an xử lý người vu khống làm mất danh dự và sự nghiệp của anh trong mấy tháng qua. Bên cạnh đó, PLO còn nhận được hơn 200 bình luận ủng hộ nghệ sĩ Hoài Linh trong việc này. Về việc kit test của công ty Việt Á đang gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây, mới đây báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có đưa tin có thu hồi huân chương lao động hạng 3 của Việt Á. Bài viết ngay lập tức đã được nhiều ý kiến của bạn đọc, có bạn bình luận rằng không biết có bị tước huân chương không ta.
hay vậy làm sao đây, hay thu hồi thôi. Đa phần các phản ánh của bạn đọc đều cho thấy có rất nhiều người không đồng tình với công ty Việt Á. Thời gian qua, pháp luật thành phố Hồ Chí Minh nhận được nhiều thắc mắc của bạn đọc liên quan tới chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với những trường hợp là F0, F1 được cách ly điều trị COVID-19 tại nhà. Nhiều bạn đọc thắc mắc ở một số địa phương vẫn chưa triển khai nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người dân theo chính sách trên. Bài viết hỗ trợ tiền ăn cho F0, nơi thực hiện nơi chưa của PLO đã nhận được nhiều bình luận từ bạn đọc. Có bạn đọc bình luận, còn hơn một tháng nữa là hết thời hạn rồi, hay Bình Tân có không ta? Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay, ngày 23 tháng 12 của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực No. 1 XT Hương Chanh Muối, đồng thời chương trình cũng được tài trợ bởi Masterai Group. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!